cảnh đẹp đấy. Đây là keo vật lèo một triệu, đô Nguyễn Văn Hùng phù lưu từ sơn khố đỏ, đô Lê Xuân Tùng phù trần khố xanh thép. Mời hai đô vật tới. Gặp lại với nước tương đồng. Có tương đồng à? Hai đô một xe đài. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Nhiệt vừa hay và nhanh, kích hoạt lên như thế, sau người xem của mình trận đấu tiếp tục. Đô nó nhỏ người, đô Hùng này nhỏ người nhưng mà đánh rất là nhanh, đề nghị khán giả đồng chẳng ngón tay nha. Thứ này nó bấm thêm muối rồi, nó hấp lệ cái này cho biết chứ nhưng mà không cho thấy có cứ bản luôn bay đến đôi yếu đôi nhỏ. Hai đô tạm thời ra ngoài thế nào? Đau cả chim, đau cả mồm. Đô Nguyễn Kim Hải, bà La. Có bốn bạn thanh niên làng đã nhất.